Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây tại thị trấn Tam Đảo vừa xảy ra một vụ tai nạn ô tô bị mất lái la xuống vực sâu. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người bao gồm lái xe, các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 25 tháng 2, xe ô tô biển kiểm soát 29B31137 do tài xế Lê Ngọc Hát cầm lái, loại xe khách 29 chỗ ngồi có phù hiệu hợp đồng, còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024, chạy theo hướng từ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xuống núi khoảng 16 giờ 30 phút, khi đến km 19 cộng 300 quốc lộ 2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe bị mất lái đâm gãy hàng rào hộ lan rồi lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 m Sau đó xe được chặn lại bởi một cây thông lớn. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người, bao gồm lái xe. Các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe bị choáng và một người bị gãy tay. Tất cả được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân y 109 kiểm tra, không có nạn nhân bị tử vong. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, xe khách 29 chỗ ngồi trên có phù hiệu hợp đồng còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024. Kết quả kiểm tra tài xế không có đồng độ đồ cồn và ma túy. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông để bảo đảm tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo thông suốt ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức thăm hỏi bố trí xe để đưa hành khách trên xe trở về nhà an toàn